Hãng thông tấn Reuters cho biết các trang mạng tin tức của hãng tin này tại Hoa Lục không còn truy cập được, trong tình huống dường như là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn các cơ quan truyền thông Tây Phương. Trong một bản tin phổ biến ngày 20 tháng 3, hãng thông tấn có cơ sở đặt tại Anh nói hiện không rõ vì lý do gì mà những người sử dụng tại Trung Quốc bị ngăn chặn, không cho truy cập tới các trang mạng tiếng Anh lẫn tiếng Hoa của Reuters. Bản tin nói thêm rằng các tin tức tài chính và các dịch vụ cung cấp dữ liệu của Reuters vẫn còn truy cập được. Đảng Cộng sản Trung Quốc trong mấy năm gần đây ngày càng ngăn chặn thêm nhiều trang web nước ngoài, trong đó có trang mạng của đài VOA. Nhà chức trách Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích các hãng tin Tây Phương về việc phổ biến các bản tin mà họ nói là có nội dung chỉ trích giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hầu hết các cơ quan truyền thông nội địa bị kiểm soát hoặc bị ảnh hưởng nặng nề bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.